lời Phật dạy Kinh Pháp Cú Dhammapada Phần cuối Người dịch Hòa Thượng Thích Thiện Siêu Phẩm Địa Ngục Câu 306 Thường nói lời vọng ngữ Có làm nói không làm Người tạo hai nghiệp ấy Chết cùng đọa địa ngục Câu 307 Dù mặc nhiều cà sa Không ngăn trừ ác hạnh người ác vì nghiệp ác chết đọa vào địa ngục câu 308 phá giới chẳng tu hành thà nuốt hòn sắt nóng hừng hực lửa đốt thân còn hơn thọ lãnh của tín chủ câu 309 buông lung theo vợ người phải mắc vào bốn nạn mắc tội ngủ không yên bị chê đọa địa ngục câu 310 vô phước đọa ác thú thường sợ hãi ít vui quốc vương kết trọng tội vậy chớ theo vợ người câu 311 vụng nắm cỏ cô sa tức bị hỏa đứt tay sa môn theo tà hạnh tức bị đọa địa ngục câu 312 những người giải đãi giới hạnh nhiễm ô hoài nghi việc tu phạm hạnh không thể chứng quả lớn câu 313 việc đáng làm nên làm phải làm cho hết sức xuất gia mà phóng túng rong chơi chỉ tăng thêm dục trần câu 314 không làm nghiệp ác là hơn làm ác nhất định thọ khổ làm các nghiệp lành là hơn làm lành nhất định thọ vui câu 315 như thành ở biên khu được phòng hộ trong ngoài tự phòng hộ mình cũng vậy dây lát chớ buông lung hễ dây lát buông lung là dây lát đọa vào địa ngục. Câu 316. Không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không, cứ ôm tà kiến ấy, địa ngục khó lánh xa. Câu 317. Không đáng sợ lại sợ, việc đáng sợ lại không, cứ ôm tà kiến ấy, địa ngục khó lánh xa. Câu 318. Không lỗi tưởng là lỗi có lỗi lại tưởng không cứ ôm tà kiến ấy địa ngục khó lánh xa câu 319 có lỗi biết có lỗi không lỗi biết không lỗi giữ tâm chánh kiến ấy đường lành thấy chẳng xa phẩm voi câu 320 như voi xuất trận hứng chịu cung tên ta nhẫn chịu mọi điều phỉ bán bởi đời lắm người phá giới thường ghét kẻ tu hành câu 321 Luyện được voi để đem dự hội Luyện được voi để cho vua cởi là giỏi Nhưng nếu luyện được lòng ẩn nhẫn trước sự chê bai Mới là người có tài điêu luyện hơn cả mọi người Câu 322 Con la thuần tánh là con vật lành tốt Con tuấn mã tín độ là con vật lành Con voi lớn kiều la cũng là con vật lành nhưng kẻ đã tự điều luyện được mình lại càng lành hơn câu 323 chẳng phải nhờ xe hay ngựa mà đến được cảnh giới Niết Bàn chỉ có người khéo điều luyện mình mới đến được Niết Bàn câu 324 con voi tài hộ Dhamma Palako hộ vệ tài sản đến kỳ phát dục thì lung lăng khó trị buộc rối thì bỏ ăn mà chỉ nhớ nghĩ về rừng voi câu 325 như heo kia ưa ngủ lại tham ăn kẻ phàm ngu vì tham ăn ưa ngủ nên phải bị tiếp tục vào bào thai câu 326 trong những thời quá khứ tâm ta thường chạy theo dục lạc tham ái ưa nhàn du nhưng nay ta đã điều phục tâm như người quản tượng lấy mút câu chế ngự con voi luôn tuồn câu 327 Hãy vui vẻ siêng năng, phòng hộ, tự cứu khỏi nguy nan như voi cố gắng vượt khỏi chốn xa lầy. Câu 328 Nếu gặp bạn đồng hành hiền lương, giàu trí lự, hàng phục được gian nguy, hãy vui mừng mà đi cùng họ. Câu 329 Nếu không gặp bạn đồng hành hiền lương, giàu trí lự, hãy sống một mình, như vua tránh nước loạn như voi sống ở rừng câu 330 thà ở một mình hơn cùng người ngu kết bạn ở một mình khỏi điều ác dục như voi một mình thanh thang giữa rừng sâu câu 331 gặp bạn xa lâu ngày là vui sung túc phải lúc là vui mệnh chung có được thiện nghiệp là vui lìa hết thống khổ là vui câu 332 ở đời được kính dưỡng mẹ hiền là vui, kính dưỡng thân phụ là vui, kính dưỡng sa môn là vui, kính dưỡng thánh nhân là vui. Câu 333, già vẫn giữ giới là vui, thành tựu chánh tín là vui, đầy đủ trí tuệ là vui, không làm điều ác là vui. Phẩm ái dục. Câu 334, nếu say đắm buông lung thì tham ái tăng lên hoài như giống cỏ mạng la mọc tràn lan từ đời này tiếp đời nọ như vượng truyền cây tìm trái câu 335 ở thế gian này nếu bị ái dục buộc ràng thì những điều sầu khổ càng tăng như loài cỏ tỳ la gặp mưa câu 336 ở thế gian này nếu hàng phục được ái dục khó hàng phục thì sầu khổ tự nhiên rụng như nước giọt lá sen câu 337 Đây là sự lành mà ta bảo với các ngươi Các ngươi hãy dùng sức vào để nhổ sạch gốc ái dục Như người muốn trừ cỏ tỳ la thì phải nhổ gốc nó Các ngươi chớ để lại để bị ma làm hại Như loài cỏ lau gặp cơn nước lũ Câu 338 Đốn cây mà chưa đào hết gốc rễ sâu bền Thì cây vẫn sinh ra Đoạn trừ ái dục mà chưa sạch căn gốc thì khổ não vẫn sanh trở lại mãi câu 339 những người dù có đủ 36 dòng ái dục họ mạnh mẽ dông rủi theo dục cảnh thế nên người có tâm tà kiến hằng bị những tư tưởng ái dục làm trôi dạt hoài câu 340 dòng ái dục tuôn chảy khắp nơi như giống cỏ mạng la mọc tràn lan mặt đất ngươi hãy xem giống cỏ đó để dùng tuệ kiếm đoạn tận gốc đi Câu 341 Đời thường vui thích theo ái dục Ưa dông rủi lục trần Tuy họ có hưởng cầu an lạc Vẫn bị quanh quẩn trong sanh tử vẫy vùng Câu 342 Những người trì trục theo ái dục Vùng vẫy khác nào thỏ bị sa lưới Càng buộc ràng với phiền não Càng chịu khổ lâu dài Câu 343 những người trì trục theo ái dục vùng vẫy khác nào thỏ bị sa lưới hàng tỷ kheo vì cầu vô dục nên phải tự gắn lìa dục câu 344 người đã lìa dục xuất gia vui ở chốn sơn lâm rồi trở lại nhà theo dục ngươi hãy xem hạng người đó là đã được mở ra rồi lại tự trói vào câu 345 đối với người trí sự trói buộc bằng dây gai bằng cây bằng sắt chưa phải bền chắc chỉ có lòng luyến ái vợ con tài sản mới thực sự là sự trói buộc chắc bền câu 346 đối với người trí những gì dắt người vào sa đọa mới là sự trói buộc chắc bền nó hình như khoan dung hòa hoãn mà thật khó lòng thoát ra hãy đoạn trừ đừng dính mắt lì dục mà xuất gia Câu 347 Những người say đắm ái dục, trôi theo ái dục Là tự lao mình vào lưới trói buộc như nhện mắt lưới Ai dứt được sự buộc ràng không còn dính mắt Thì sẽ lìa mọi thống khổ mà gao du tự tại Câu 348 Bỏ quá khứ, hiện tại, vị lai Mà vượt qua bờ kia, tâm giải thoát hết thảy không còn bị sanh già câu 349 những kẻ bị tư tưởng xấu ác làm tao loạn cầu mong dục lạc thật nhiều người mong dục lạc tăng nhiều thì tự trói mình thêm bền chắc câu 350 muốn lìa xa ác tưởng thường nghĩ tới bất tịnh hãy trừ hết ái dục đừng để ác ma buộc ràng câu 351 bước tới khẩu cứu kính thì không còn sợ hãi xa lìa ái dục thì không còn nhiễm ô nhổ lấy mũi tên sanh hữu thì chỉ còn một thân này là cuối cùng câu 352 xa lìa ái dục không nhiễm trước thông đạt từ vô ngại thấu suốt nghĩa và pháp vô ngại là thứ lớp của tự cứu đó là bậc đại trí đại trưởng phu chỉ còn một thân này là cuối cùng Câu 353: Ta đã hàng phục được tất cả, ta đã rõ biết tất cả, ta không nhiễm một pháp nào, ta xa lìa hết thảy, diệt dục mà giải thoát là tự mình chứng ngộ thì còn ai là thầy? Câu 354: Trong các cách cúng dường, pháp thí là hơn cả; trong các chất vị, pháp vị là hơn cả; trong các hỷ lạc, pháp hỷ là hơn cả. Người nào trừ hết mọi ái dục là vượt trên mọi khổ đau. Câu 355 Tài sản giàu có chỉ làm hại người ngu, chứ không phải để cầu sang bờ kia. Người ngu bị tài dục hại mình, như mình đã vì tài dục mà hại người khác. Câu 356 Cỏ làm hại ruộng vườn, tham dục làm hại thế nhân, vậy nên cúng giường cho người lìa tham sẽ được quả báo lớn. Câu 357 cỏ làm hại ruộng vườn sân nhuế làm hại thế nhân vậy nên cúng dường cho người lìa sân sẽ được quả báo lớn câu 358 cỏ làm hại ruộng vườn ngu si sẽ làm hại thế nhân vậy nên cúng dường cho người lìa si sẽ được quả báo lớn câu 359 cỏ làm hại ruộng vườn ái dục làm hại thế nhân vậy nên cúng dường cho người lì dục sẽ được quả báo lớn Phẩm Tỷ kheo, câu 360, 361. Chế phục được mắt lành thay, chế phục được tai lành thay, chế phục được mũi lành thay, chế phục được lưỡi lành thay, chế phục được thân lành thay, chế phục được lời nói lành thay, chế phục được tâm ý lành thay, chế phục được hết thảy lành thay. Tỷ kheo nào chế phục được hết thảy thì giải thoát hết khổ câu 362 gìn giữ tay chân và ngôn ngữ gìn giữ cái đầu cao tâm ưa thích thiền định ở riêng một mình và tự biết đầy đủ ấy là bậc tỷ kheo câu 363 tỷ kheo biết thuần hóa ngôn ngữ khôn khéo mà tịch tịnh thì khi diễn bày pháp nghĩa lời lẽ rất hòa ái rõ ràng câu 364 tỷ kheo nào an trú trong lạc viên chánh pháp mến pháp và tùy pháp tư duy nhớ tưởng pháp thì sẽ không bị thối chuyển câu 365 chớ nên khinh điều mình đã chứng chớ hâm mộ điều người khác đã chứng tỷ kheo nào chỉ lo hâm mộ điều người khác tu chứng cuối cùng mình không chứng thực được tam ma địa câu 366 tỷ kheo nào dù tu chứng được chút ít mà không khinh ghét sự chút ít đã được ấy, cứ sinh hoạt thanh tịnh và siêng năng mới thật đáng được chư thiên khen ngợi. Câu 367: Đối với danh và sắc, không chấp ta của ta, không ta và của ta nên không ưu não, người như vậy mới đáng gọi là tỷ kheo. Câu 368: Tỷ kheo an trú trong tâm từ bi, vui thích giáo pháp Phật Đà, sẽ đạt đến cảnh giới tịch tịnh an lạc giải thoát các hành câu 369 tỷ kheo tác nước thuyền này thể hết nước thì thuyền nhẹ và đi mau đoạn hết tham dục và sân nhuế trong thân này thì mau chứng niết bàn câu 370 tỷ kheo nào đoạn năm điều bỏ năm điều xuyên tu năm điều vượt khỏi năm điều say đắm tỷ kheo ấy là người đã vượt qua dòng nước lũ Câu 371: Hãy tu định chớ buông lung, tâm chớ mê hoặc theo dục, đừng đợi đến khi nuốt hòn sắt nóng mới ăn năn than thở. Câu 372: Không có trí tuệ thì không có thiền định, không có thiền định thì không có trí tuệ, người nào gồm đủ thiền định và trí tuệ thì gần đến niết bàn. Câu 373: Tỷ kheo đi vào chỗ yên tĩnh, thời tâm thường vắng lặng, quán xét theo chánh pháp được thọ hưởng cái vui của siêu nhân. Câu 374, người nào thường chánh niệm đến sự sanh diệt của các uẩn thì sẽ được vui mừng, nên biết người đó không chết. Câu 375, nếu là tỷ kheo sáng suốt, dù ở trong đời trước tiên vẫn lo nhiếp hộ các căn và biết đủ, lo hộ trì giới luật. Câu 376 Thái độ thì phải thành khẩn, hành vi thì phải đoan chánh, được vậy họ là người nhiều vui và sạch hết khổ não. Câu 377. Cành hoa bạc tất đa bị úa tàn như thế nào, tỷ kheo các ông cũng làm cho tham sân úa tàn như thế. Câu 378. Tỷ kheo nào thân tịch tịnh, ngữ tịch tịnh, tâm an trú tam muội, xa lìa dục lạc, tỷ kheo ấy là người tịch tịnh câu 379 Các ngươi hãy tự cảnh sách Các ngươi hãy tự phản tỉnh Tự hộ vệ và chánh niệm Mới là tỷ kheo an trụ trong an lạc Câu 380 Chính các ngươi là kẻ bảo hộ cho các ngươi Chính các ngươi là nơi nương náu cho các ngươi Các ngươi hãy gắn điều phục lấy mình Như thương khách lo điều phục con ngựa lành Câu 381 Tỷ kheo đầy đủ tâm hoan hỷ thành tín theo giáo pháp Phật Đà sẽ đạt đến cảnh giới tịch tịnh an lạc, giải thoát hết các hành. Câu 382 Tỷ kheo tuy nhỏ tuổi mà xuyên tu giáo pháp Phật Đà thì họ là ánh sáng chiếu soi thế gian như mặt trăng ra khỏi đám mây mù. Phẩm Bà La Môn Câu 383 Dũng cảm đoạn trừ dòng ái dục Các ngươi bỏ dục mới là Bà La Môn nếu thấy rõ các uẩn diệt tận, các ngươi liền thấy được niết bàn. Câu 384: Nếu thường trú trong hai pháp, hàng Bà la môn đạt đến bờ kia, dù có bao nhiêu ràng buộc cũng đều bị dứt sạch do trí tuệ của người kia. Câu 385: Không bờ kia cũng không bờ này, cả hai bờ đều không, xa lìa khổ não, không bị trói buộc, đó gọi là Bà la môn câu 386 Ai nhập vào thiền định An trú ly trần cấu Việc cần làm đã làm xong Phiền não lậu dứt sạch Chứng cảnh giới tối cao Đó là bà la môn Câu 387 Mặt trời chiếu sáng ban ngày Mặt trăng chiếu sáng ban đêm Khí giới chiếu sáng dòng vua chúa Thiền định chiếu sáng kẻ tu hành Nhưng hào quang Đức Phật Chiếu sáng cả ngày đêm Câu 388 Người dứt bỏ ác nghiệp gọi là Bà La Môn, người hành vi thanh tịnh gọi là Sa Môn, người tự trừ bỏ cấu uế gọi là người xuất gia. Câu 389: Chớ đánh đập Bà La Môn, Bà La Môn chớ sân hận, người đánh đập mang điều đáng hổ, người sân hận lại càng đáng hổ hơn. Câu 390: Bà La Môn, đây không phải là điều ít nhỏ, nếu biết vui mừng chế phục tâm mình tùy lúc đoạn trừ tâm độc hại thì thống khổ được ngăn chặn liền câu 391 không dùng thân ngữ ý tạo tác nghiệp ác chế ngự được ba chỗ đó đó gọi là bà la môn câu 392 bất luận nơi đâu được nghe đấng chánh đẳng chánh giác thuyết pháp hãy đem hết lòng cung kính như bà la môn kính thờ lửa câu 393 chẳng phải vì bệnh tóc, chẳng phải vì chủng tộc, cũng chẳng phải tại nơi sanh mà gọi là bà la môn, nhưng ai hiểu biết chân thật thông đạt chánh pháp, đó là kẻ bà la môn hạnh phúc. Câu 394, người ngu bệnh tóc và mặc áo da đâu có ích chi, trong lòng còn chứa đầy tham dục thì dung nghi bên ngoài chỉ là trang điểm suông. Câu 395, ai mặc áo phấn tảo gầy ốm lộ gân xương ở rừng sâu tu định đó gọi là bà la môn câu 396 gọi là bà la môn không phải từ bụng mẹ đẻ ra nếu cứ chấp chặt các phiền não thì chỉ được gọi là bồ xuông người nào lìa hết chấp trước đó gọi là bà la môn câu 397 ai đoạn trừ hết kiết sử người đó thật không còn sợ hãi không bị đắm trước xa lìa ràng buộc đó gọi là bà la môn câu 398 như ngựa bỏ đa da bỏ cương bỏ dây bỏ đồ sở thuộc người giác trí bỏ tất cả chướng ngại đó gọi là bà la môn câu 399 nhẫn nhục khi bị đánh mắng không sinh lòng sân hận người có đội quân nhẫn nhục hùng cường đó gọi là bà la môn câu 400 người đầy đủ đức hạnh không nóng giận trì giới không dục nhiễm chế ngự và đạt được thân cuối cùng người như thế ta gọi là bà la môn câu 401 như nước giọt lá sen như hột cải đặt đầu mũi kim người không nắm nhiễm ái dục cũng như thế ta gọi họ là bà la môn câu 402 nếu ngay tại thế gian này ai tự giác ngộ và diệt trừ đau khổ trút bỏ gánh nặng mà giải thoát ta gọi họ là bà la môn câu 403 Người có trí tuệ sâu xa Biết rõ thế nào là đạo, phi đạo Và chứng đến cảnh giới vô thượng Đó gọi là bà la môn Câu 404 Chẳng lẫn lộn với tục luân Chẳng tạp xem với tăng lữ Xuất gia lìa ái dục Đó gọi là bà la môn Câu 405 Bỏ hết đau trượng Không tự mình giết Không bảo người khác giết đối với tất cả hữu tình mạnh yếu người như thế ta gọi là bà la môn câu 406 ở giữa đám người cừu địch mà gây tình hữu nghị ở giữa đám người hung hăng cầm gậy mà giữ khí ôn hòa ở giữa đám người chấp đắm mà không chấp đắm người như thế ta gọi là bà la môn câu 407 từ lòng tham dục sân nhuế kiêu mạng cho đến lòng hư ngụy đều thoát bỏ như hột cải không dính đầu mũi kim, người như thế ta gọi là bà la môn. Câu 408: Chỉ nói lời chân thật hữu ích, không nói lời thô ác, không xúc phạm đến người, đó gọi là bà la môn. Câu 409: Đối với vật gì xấu hay tốt, dài hay ngắn, thô hay tế mà người ta không cho thì không lấy, đó gọi là bà la môn. Câu 410: đối với đời này cũng như đời khác không móng lòng dục vọng vô dục nên giải thoát đó gọi là bà la môn câu 411 người không còn tham dục liễu ngộ không nghi hoặc chứng đến bậc vô sanh đó gọi là bà la môn câu 412 nếu ở thế gian này không chấp trước thiện và ép thanh tịnh không ưu lo đó gọi là bà la môn câu 413 cái ái dục làm tái sanh đã được đoạn tận như trăng trong không bợn đứng lặng mà sáng ngời đó gọi là bà la môn câu 414 vượt khỏi đường gồ ghề lầy lội ra khỏi biển luân hồi ngu si mà lên đến bờ kia an trú trong thiền định không nghi hoặc không chấp đắm chứng niết bàn tịch tịnh người như thế ta gọi là bà la môn câu 415 xả bỏ dục lạc ngay tại đời này mà xuất gia làm sa môn không nhà, không cho dục lạc phát sinh lại, người như thế ta gọi là bà la môn. Câu 416, xả bỏ ái dục ngay tại đời này, mà xuất gia làm sa môn không nhà, không cho ái dục phát sinh lại, người như thế ta gọi là bà la môn. Câu 417, lìa khỏi trói buộc của nhân gian, vượt khỏi trói buộc ở thiên thượng hết thảy trói buộc đều lìa sạch đó gọi là bà la môn câu 418 xả bỏ điều ưa ghét thanh lương không phiền não dũng mãnh hơn thế gian đó gọi là bà la môn câu 419 nếu biết tất cả loài hữu tình tử thế nào sinh thế nào không chấp trước khéo vượt qua đó gọi là bà la môn câu 420 dù chư thiên càng thác bà hay nhân loại không ai biết được nơi chốn của vị A La Hán đã dứt sạch phiền não, vị ấy ta gọi là Bà La môn. Câu 421: Quá khứ vị lai hay hiện tại, người kia chẳng có một vật chi, người không chấp thủ một vật chi ấy gọi là Bà La môn. Câu 422: Hạng người dũng mãnh, tôn quý như trâu chúa, hạng người thắng lợi, vô dục như đại tiên, hạng người tẩy sạch không nhiễm và giác tỉnh hạng người như thế ta gọi là bà la môn câu 423 vị mâu ni hay biết đời trước thấy cả cõi thiên và cõi khổ đã trừ diệt tái sinh thiện nghiệp hoàn thành thành bậc vô thượng trí bậc viên mãn thành tựu mọi điều như thế ta gọi là bà la môn